đón tất cả quý khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube Máy Hàng Cô Bé của em Hường nha. Em xin chúc cả nhà mình một ngày thật là nhiều niềm vui. Thì rất là vui khi em được quay trở lại kênh ha cả nhà. Cả nhà mình đừng quên like, chia sẻ giùm em nha. Thì hôm qua có anh hỏi em là em ơi, sao không thấy em hàng gốc? Và cái súng mít này cả nhà, nó to như thế này thì làm sao mà anh hàng vô cái khe hàng gốc được ha. Bây giờ thì cả nhà mình cùng em hàng thử nha, hàng thử xem thử là mối hàng nó có ok hay không. Thì cả nhà mình đừng quên đăng ký kênh cho em, xin một lượt like, chia sẻ, ủng hộ em có những cái động lực ra những video tiếp theo nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà nhiều nha, chúc cả nhà nhiều niềm vui ạ. Rồi, trước khi mà em hàng thì em sẽ nói luôn là cái bộ này kèm theo những gì nha cả nhà, là bao gồm 11 món phụ kiện, thêm máy nữa là tổng là 12 món nha. Và đầu tiên sẽ kèm cho mình là một cái kê gốc nam châm nha cả nhà. Đây là kê gốc nam châm nha. Với lại sẽ bỏ dư ra là 5 cái bếp hàng. 5 cái bếp hàng để mấy anh thay thế đầu bếp, một cái bao tay hàng bảo vệ tay mình khỏi nóng nha. Một hộp sáp hàng nè, hai cái chụp khí và cái búa gõ sỉ để gõ sỉ ra nha cả nhà. Với lại là dây kìm hàng, kẹp mát và tiếp theo là dây mục ti nha, dây hàng loại thuốc. Để em nói rõ luôn là cái dây máy này cấu hình tới 250A, cho nên là mấy anh xài dây 1 ly rất là ngọt nha cả nhà. Những dòng khác á, thì cấu hình chỉ có 200A thì mình chỉ xài được dây 0.8 thôi. Nhưng riêng dòng máy này là 250A, nên là dây 1 ly mình chạy rất là ngọt nha. Dây 0.8 là vô tư ha cả nhà. Và tiếp theo là một cái kính điện tử bảo vệ mắt cho cả nhà mình luôn nha. Kính này là bảo vệ mắt khá là tốt đó cả nhà. Và tiếp theo nữa là một cái dây súng mít dài tới 2m7 nha. Tổng 11 món, máy nữa là 12 món phụ kiện nha. Và bây giờ em sẽ hàng thử con máy này nha cả nhà. Và đây nè, theo yêu cầu thì em sẽ hàng gốc, thì để em hàng thử cho cả nhà mình cùng xem nha. Rất là đơn giản luôn. Bây giờ em đeo kính nha. Rồi bây giờ em sẽ hàng thử nha cả nhà. Anh quay sát camera lại giùm em, tại vì cái này mình hàng rất là đơn giản nha cả nhà, và em hàng gốc ha. Dạ rồi, đây là cái mối hàng mà sau khi em hàng gốc, bây giờ em sẽ chà nhẹ cái mối hàng này nha cả nhà nha. Rồi, cả nhà mình cùng em kiểm tra cái mối hàng ha, xem thử là nó có ok không nha. Wow, rất là ok nha cả nhà. Đây là em không phải là thợ nha, thì hàng gốc nó rất là đơn giản và rất là dễ nha cả nhà, không có khó nha. Và cho ra một cái mối hàng là cực kỳ là sáng ha. Và tiếp theo thì em sẽ hàng tiếp cái mặt này nha cả nhà. Em sẽ hàng cái mặt này nha. Rồi, em sẽ hàng tiếp nha. Rồi, chờ em chút xíu ha. Bây giờ em sẽ chà tiếp cái mối này nha cả nhà. Những cái này chỉ là lớp bụi thôi ha cả nhà ha. Đây, khi mấy anh hàng mít á thì cái mối hàng nó sẽ ép sát vào vật liệu hàng cho mình luôn, cho nên là mình sẽ đỡ tốn công mài rất là nhiều nha. Rồi, và bây giờ em sẽ hàng thử trên sắt dày nha cả nhà. Hàng gốc rất là đơn giản nha. Và giờ em sẽ hàng trên sắt dày ha. Hàng mít trên sắt dày thì mình sẽ tăng cái nút ampe lên nha cả nhà. Mình tăng lên tầm khoảng 130 mấy đi ha. Tại sắt này nó khá là dày, nó tầm khoảng tới 7 ly đó cả nhà.
bây giờ đây là cái mối sau khi mình hàng trên sắp dày nó gấu khá tốt nha cả nhà. Rồi bây giờ có rất là nhiều anh hỏi em là bây giờ mình đang hàng mít như thế này nè, thì mình muốn chuyển sang hàng que thì mình làm cách nào nha cả nhà. Thì đầu tiên á, thì mấy anh á, đầu tiên á là mấy anh bóp nè, bóp giữ công tắc này cho dây nó ra ngoài một xíu giùm em ha. Sau đó mình sẽ bấm bỏ cái này đầu dây nè, bấm một xíu thôi. Tại vì khi mấy anh hàng á thì dây nó bị nu ra, cho nên mình thâu dây nó sẽ rất là khó khăn. Và bây giờ mình sau khi em bấm bỏ rồi, và bây giờ mà mình bắt đầu thâu dây nha. Đây à, cả nhà mình cùng em xem, để em quay cái máy ra ngoài đây cho dễ nhìn nha. Rồi đây à, sau khi đó thì mấy anh mở cái nắp này lên giùm em nè. Rồi mình gạt cái cần này xuống nha cả nhà. Mình gạt cái cần này xuống, nhấc cái miếng kế bên lên. Sau đó mấy anh thâu dây nè, thâu dây bằng tay nha. Tại khi nãy em bấm bỏ rồi nên mình thâu rất là ngọt nha, rất là gọn ha. Mình tháo cái súng này ra đi cho mình dễ nhìn thấy dây. Rồi mấy anh thâu vào ha. Đây là cách mà mình thâu dây để mình chuyển sang hàng que nha. Đó, mình thâu dây này cả nhà. Thâu vừa tới mép thôi nha, vừa tới cái mép bên trong, đủ mấy anh gắn cái kìm hàng thôi ha. Rồi sau đó mình nhắc cái miếng này lên, nhắc cái này lên để mình cố định dây vào cho dây khỏi tuôn ha. Mình tháo cái này ra luôn giùm em nha. Rồi, và sau đó thì mấy anh sẽ gắn cái dây kìm hàng que vào nha cả nhà. Đây, dây kìm hàng que nha. Kẹp mát thì mấy anh vẫn giữ nguyên nha cả nhà. Rồi và bây giờ em sẽ gắn cái dây hàng que vào ha. Rồi sau khi siết dây hàng que nè, rồi bây giờ mình sẽ hàng que nha. Rồi đây là que 2 ly rưỡi nha cả nhà, còn đây là que 3 ly 2. Và bây giờ em sẽ hàng thử trên que 3 ly 2 luôn nha. Rồi em quên bật sang chế độ hàng que nè cả nhà, lưu ý giúp em khi mình chuyển sang hàng que thì mình bật cái công tắc ở này ra sang chế độ hàng que nha. Rồi và bây giờ em hàng thử nha. Liên tục một phút que 3 ly 2 mà không ngắt nha. Rồi và bây giờ anh quan sát lại giùm em để em kiểm tra hai cái mối hàng mít và que nha. Đây ạ, đây là cái mối hàng mít nha cả nhà, và bây giờ em sẽ gõ nhẹ cái mối hàng mít này ra ha. Nó hơi nóng á. Và giờ em chè nhẹ nha. Rất là sáng nha cả nhà. Và cái mối này là hàng que nè, nó sẽ tự bong luôn á, cho mình chỉ cần gõ nhẹ thôi ha. Gõ nhẹ nè là nó sẽ ra hết nha. Rồi cả nhà mình cùng em kiểm tra hai cái mối hàng nha. Đây là cái mối hàng mít nè, và đây là cái mối hàng que nè. Hàng mít và que đều ok nha. Mối hàng của mít thì nó khá là sáng đó cả nhà. Bộ này thì cực kỳ dễ hàng nha, rất là dễ hàng, cho dù không có tay nghề mấy anh vẫn hàng vô tư. À, thì full một bộ á, bên em giao tới nơi, mấy anh kiểm tra và mình test thử thoải mái nha. Ok mới trả tiền. Thì trọn bộ giá bên em đang giảm là còn 3.1 triệu, bao gồm 11 món phụ kiện, máy nữa là 12 món nha. Bảo hành là 2 năm, dòng máy Yaru của Nhật nha cả nhà. Số điện thoại em sẽ tư vấn ngay là ở trên màn hình nha cả nhà nha. 0931134702. Cả nhà mình ơi, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nha. Đừng quên chia sẻ cái video này giúp em để em có được động lực ra video tiếp theo nha. Em xin cảm ơn và xin chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà.